gọn. Ý nha, bấm lộn xong nó rớt xuống Quốc Dương làm lại. Ý chợ ơi trời ơi, té Quốc Dương, té nó nằm bên ngoài. Đi vô chẩn đem chai cho chị Hai pha sữa uống đi. Đưa chai cho chị Hai đi. Con đưa chai cho chị Hai đi. Mình làm tới đâu là tới hồi nó đi. Chàng mẹ ơi, bé Mon. Cái Mon nó quậy tôi rồi. Sửa chấm cho chị Hai đi. Bé Mon là bấm lộn của mẹ cho mẹ ao xuống. Cái này chỉnh sửa là một mình đi. Chị Hiên lấy vụ anh lợn mình ở đâu, lấy vụ lợn mình ở đâu, lấy từ anh lợn mình chứ ở đâu. Nhớ không, bữa anh lên bằng dưới em Bình Dương ra chim ăn đêm không? Lấy chim ăn đêm không? Để xong nữa chừng anh bằng dưới Bình Dương tắt rồi hai người đi đó anh lợn mình không? Mình hay đầu tiên. Mấy tụi bao que nó sống ảo, nó tưởng đó, nó nghĩ là nó ở xứ Mỹ, là nó ở thiên đường, nó ở thiên đường, còn nó coi thường những người Việt Nam trong nước lắm. Tại vì lúc mà nó khi mà bước chân đi ra khỏi, đi qua bên Mỹ á, thì lúc đó cái đất nước Việt Nam mình nó còn nghèo lắm. Em chào anh Bằng đấy, lúc mà nó đi qua Mỹ á, thì đất nước Việt Nam mình nó đó nghèo nàn lạc hậu lắm. Đấy, Tâm Võ, Việt Khanh, nhưng chào tất cả anh chị em mình. Thì lúc mà nó đi qua bên Mỹ, lúc đó là cái đất nước Việt Nam mình nghèo nàn lạc hậu lắm, đói khổ rách cứ lắm. Vì chỗ đó khi mà nó đi qua bển đầu nó sống cái cuộc sống là nó tiền trợ cấp của Mỹ là nó được sung sướng. Cái và là, lúc đó là ở bển là nó nghĩ là nó sung sướng, còn đất nước Việt Nam nó cũng nghĩ lúc nào nó cũng như là 43 năm về trước hết. Đất nước Việt Nam sao phát triển, đất nước Việt Nam nó cũng còn nghèo nàn lạc hậu sao phát triển nổi. Trong đầu nó lúc nào nó cũng vậy hết á. Bởi vì chúng nó ảo, nó bị lừa, bị lừa gạt những cái đứa mà dân chủ cụi ở trong nước đó. Nó quay những cái cảnh nghèo, những cái cảnh khổ, những cái cảnh mà nghèo đó là cái nghèo của tụi nó là dàn dựng lên. Hay những cái thành phần nào mà chống thoát nước đó, nó dàn dựng lên là nó quay clip đó. Là nó bán, nó đưa lên nó bán, bắt đầu phải gửi tiền rồi mày đi quay, mày đi phá đi. Đấy, nó lựa những cái màn kịch đó nó dàn dựng lên, hay là những cái chỗ cá chết nào đó nó quay nó đưa lên và nó nói đất nước Việt Nam mình tuột hậu rồi, bị ô nhiễm môi trường rồi. Thì những cái đám mà đi qua 43 năm trước thì nó nghĩ đất nước trong nước, đất nước Việt Nam lúc nào mà nó phát triển nổi đây ha. Ở trong đất nước mình á thì bọn nó nghĩ là trong nước mình không bao giờ phát triển nổi đâu. Nó bị bịt mắt đi. Đấy, nó nghĩ đất nước mình như vậy. Buông ra là nó nói là nó thương cái người dân trong nước mình. Buông ra là nó xấu người dân trong nước. Rồi buông ra nó nói là nó thương người thương người dân trong nước, mà nó thương người dân Việt Nam. Tôi hỏi bà con coi nó không nhà dạy chợ chỗ này nè. Em lúc nào ở hai nước Mỹ như nước Mỹ với tôi nói ngày hôm qua hôm kia gì đó. Hùng Phạm bán nước cho Trung Quốc gì, mày dẫn gia đình của mày đi qua Mỹ đi. Ha. Mày nói nước Trung Quốc, nước Việt Nam bán ở Trung Quốc đó thì mày dẫn gia đình mày qua Mỹ đi. Mày để những người dân trong nước cho tao, tao chết cậy mẹ tao. Ha. Rồi bà con chết cậy mẹ, mày dẫn gia đình mày đi qua bên Mỹ đi. Rồi chờ cái nước Việt Nam bán ở Trung Quốc đó, hay bây giờ cho Trung Quốc rồi đó, mày kêu mấy Mỹ qua đánh Trung Quốc lấy cái nước Việt Nam lại. Ha.
tao nói cho tụi mày nghe vậy đi nha, nói nhiều đó tụi mày mệt lắm, tại tụi mày là cái loại sống ảo mà, tụi mày chung đầu ảo tưởng mà, đúng không Hùng Nguyễn Hùng, đúng không? Mày lên đây mày nói chuyện với tao, mày nói là đất nước Việt Nam bán ra Trung Quốc là sao hả? Đâu bán chỗ nào đâu, mày chỉ tao cái chỗ nào bán đâu. Mày ở trong nước hay mày ngoài nước? Mày ở ngoài nước thì mày cũng lên đây nói chuyện với tao, mày ở trong nước đó mày cũng lên đây nói với tao, tao hẹn với mấy đứa bay á, thấy không? Tao nói là tao làm. Tụi bay chờ đi, chờ bé Mon đó, nó 4 tuổi đi, nghe không? Lúc đó tao đưa vào trường, cho nó học nội chú nguyên một tuần rồi chổng luôn, nghe không? Tao mà tao vừa mua bán, tao vừa đi chi lùng tụi bay, nghe không? Đứa nào lên live stream cái nói đất nước Việt Nam á là bị ô nhiễm môi trường cái gì đó, chỗ nào chất độc đó, tao lỡ tới nhà tụi bay, nghe không? Rồi không chị gì chân á, tao lỡ tới nhà tụi bay luôn, rồi tao nói tao chở tụi bay đi cái đất nước Việt Nam bán chỗ nào, tao 3-4 năm nữa tao sẽ làm với tụi bay gì đó. Tao lỡ tới nhà tụi bay, tao chở tụi bay đi luôn. À, mày nói đất nước Việt Nam bán ở Trung Quốc đúng không? À, mày đem xe tao, chỗ nào bán đâu mày đưa giấy tờ đây cho tao, tao mày cùng live stream nói chuyện luôn. Chứ tụi bay tao không có nói, bây giờ tao nói chuyện với tụi bay qua màn ảnh thôi. Tao hẹn với tụi bay 3 năm nữa tao sẽ nói chuyện với bay trực tiếp bên ngoài luôn. Bất cứ đứa bao que nào tao cũng trực tiếp, tao lại tới nhà tao nói chuyện với tụi bay luôn. Đấy, như vậy đó. Biết không? Nghe. 3 năm nữa tao hẹn với tụi bay, tao đưa bé Mon vô trường học nội chú nguyên tuần, người ta sẽ làm với tụi bay như vậy đó. Thấy, nghe không? Mày ở đâu? Mày bất cứ mày ở Mỹ đúng không? Mày ở Mỹ mày còn gia đình mày ở trong nước Việt Nam. Mày ở Mỹ á, mày còn gia đình trong nước Việt Nam, mày không đi với tao phải không? Thì mày cho gia đình mày đi với tao nè, Nguyễn Hùng. Thấy không? Tao nói tụi bay á, ha, nhà nước mà tao nói nhà nước mà đã cho gia đình tụi bay ở trong nước là cũng khoan hồng với tụi bay, nhà nước Việt Nam cũng dạng là gì không, cũng khoan hồng, cũng tha thứ, có tấm lòng khoan dung với những đứa như tụi bay. Chứ thật sự tao mà làm lãnh đạo nhà nước, những cái đứa mà như tụi bay tao đem tao bắn hết. Tại sao tao bắn hết thì cho đất nước Việt Nam cho nó sập, đừng để như mấy đứa tụi bay mà tuyên truyền láo tét rồi cho bà con người ta khó chịu, người ta lên ta chửi trên đầu cha tụi bay, hiểu không? Tao quen đụ mẹ dốt tối ngày lên trên chính trị, tao có chính trị chính em gì mày, mà tại vì bọn chúng mày đòi lật đổ cộng sản ấy, con Mi Mu Sa nó đòi lật đổ cộng sản à, rồi cái đám mà Việt Nam Cộng Hòa mày tụt quần đu cạn đi qua bên chỗ mà Cali Thọt đó, đó là nó kêu gạo rồi nó kêu bà con trong nước lên đi lật đổ cộng sản đi, dẹp chế độ cộng sản đi, cho cái chính quyền ngụy quân ngụy quyền Việt Nam Cộng Hòa nó về nó làm chính quyền. Đấy, tụi bay thấy nó làm điều đó không? Đấy, nó làm điều đó đó, tụi bay muốn không? Tụi bay muốn cái chính quyền Việt Nam Cộng Hòa về nó cai trị tụi bay không? Hả? Bay nhớ cái thời mà cái chính quyền ngụy nó cai trị cái người dân trong nước đó, tụi bay thấy nó khổ cỡ nào, tụi bay thấy không? Tụi bay muốn nó làm điều đó nữa không? Thời cái chính quyền của thằng Ngô Đình Diệm, Nguyễn Văn Thiệu đó, tụi bay có muốn cái đất nước Việt Nam, người dân của mình bị nó cai trị giống như vậy, đói khổ như vậy không? Hả? Cơm có ăn không? Tụi bay muốn cái điều đó không? Tao chứ, còn tao là tao không muốn rồi đó. Dạ con chào cô Thanh, cô Nguyễn Thị Dân. Hả? Chứ tao không có muốn cái điều mà để cho cái chính quyền ngụy mà ngày xưa thời Ngô Đình Diệm với Nguyễn Văn Thiệu nó cai trị cái thời đó. Tao nói với tụi bay, cái thời đó qua rồi, mẹ tao, ông bà tao đói khổ nhiều quá, cởi lại sợ. Có thời nào mà mặc đồ bao bố không bay? Hả? Mặc đồ bằng điện, bằng lát không bay? Lát mà đương lại thành cái bộ đồ không? Hả tụi bay? Mùng mền đâu có ngủ đâu, điện bằng lát á, làm lại một cái nơm gì nè, ngủ chung vô cái nơm á. Làm gì có mùng ngủ như tụi giờ tụi bay? Hả? Hả? Tụi bay muốn không? Tụi bay muốn sống cái cuộc sống đó không? Chứ tao không muốn sống. Bởi vì chỗ đó tao mới lên đây hàng ngày, tao mới chữ cái đám bao que, cái đám chính quyền ngụy ở bên tại cái bang Cali á, tao chữ cái đám đó đó ha. Còn những cái thằng con nào không tao không có chữ tụi bay thì bay đừng có xía cái mỏ tụi bay vô, nghe không? Tao chữ cái đám đó, tao không có chữ ai hết á. Cái đám đó đó nó bỏ tiền ra, nó mướn những cái thằng xì ke trong nước cướp trộm rồi đó, ăn chi cầm cờ lên đòi lật đổ chính quyền, nó làm lấy cái cờ vàng cờ giấy gắt của nó cầm nó cắm chỗ bãi cứt đồ chỗ này chỗ kia đó, hen, nó chống phá đảng nhà nước gì đó, hen, mày thấy không? Nó làm nó phá như điều đó đó, tao mới ngứa mồm ngứa miệng và tao chửi nó,
mà tao nói cho tụi bay biết, mà ngày nào mà tao không chữ cái đám đó nó mừng dữ lắm tụi bay biết không? Tại vì tao là sống thật ha, tao sống cái đời thật, tụi bay biết rồi ha. Tao đâu có muốn cái cảnh nghèo đâu, bây giờ tao sống từ cái bàn tay trắng lên rồi ha, tụi bay biết không? Tao nấu từ cái nồi sôi ra tao bán ha, tao bán tao vô từ bọc chè tao bán từ thức tới 1-2 giờ sáng, tụi bay tính đi không? Người tao mới làm nên tới nhà ngày từ nhà cửa tao ngày hôm nay, chứ tao thấy đâu nằm không mà tao chờ sung bụng đâu. Tao nói tụi bay nằm không mà chờ sung bụng lên cái miệng cũng đâu có vô bụng ngay miệng đâu tụi bay hả? Mà tao cũng đâu có, tao sợ nhất là cái thời mà nghe bà tao nói rồi, ông tao nói rồi, cha mẹ tao nói ha, cái thời của Ngô Đình Diệm khổ lắm tụi bay biết không? Mặc đồ bao 4 tờ ha, rồi mặc đồ bằng 3 cái lát, 3 cái điểm, 3 đồ đưa với nhau đó, rồi làm cái đó nó mặc. Em tôi nói tụi bay khổ như vậy đó, tụi bay sống như vậy đó tụi bay chịu không? Rồi bây giờ nó đòi lật đổ cái chính quyền Việt Nam, rồi tụi bay á lật đổ rồi bắt đầu nó cầm cái đất nước này, rồi khổ lợi như ngày xưa cái đời đó là con rồi con tao nó khổ rồi sao? Tao không có muốn đời con tao khổ à, tao muốn đời con tao sống cuộc sống hòa bình à, không có chiến tranh, cho con tao nó học tới nơi tới chỗ ha, nó học tới 12 nó vào 4 năm đại học, nó học tiến sĩ, nó học nó có cái bằng này bằng kia đặng chi nó giúp ích cho cái đất nước mình phát triển ngày đi lên, thấy không? Hiểu chưa? Chứ không phải tao nói tụi bay đó làm đề vô đảng nhà nước mà giúp chưa đâu. Chính người dân này nè, người dân mình tự làm ăn nên làm ra giàu có, làm giúp cho cái gia đình mình, rồi mình giúp cho cái xã hội mình mới giúp cho đảng cộng sản rồi, thấy không? Dân giàu nước mới mạnh, đúng không tụi bay? Dân không giàu nước thì sao mà mạnh được, phải không? Vì chỗ đó tao nói tụi bay nghe, người dân gắng cố gắng mà làm lên là bắt đầu là người dân giàu là nước giàu rồi, tao nói cho tụi bay biết, thấy không? Thế tụi bay ngồi không mà bây giờ 1-3 người mà cứ 1 nhân khẩu đi làm thì còn 2 nhân khẩu ở nhà ngồi ăn hả? Tao nói bay thấy 1 con bư và 3-4 con mổ, tao hỏi bay 1 con gà mẹ mà bư cho 10 con gà con hỏi nó dư không? Hả? Nó bư chết con đỉ mẹ nó luôn, sao dư nổi? Hả? Bây giờ 10 gia đình 10 nhân khẩu đi, 1 nhân khẩu làm nhân khẩu nó ta giàu lên, còn 10 nhà này 9 nhà này chơi quấn bài quấn số cờ bạc rồi không giàu, nó tại sao tôi nghèo hả? Nè cà gót mẹ ăn nói chuyện gì vậy? Hả? Mày ăn nói chuyện kiểu gì vậy mày? Hả? Tao không đi cũng có người khác đi lại tìm mày à. Mày yên tâm đi cà gót. Mày đưa cái mặt mày ra, tao mời mày lên à. Mày chửi tao được thì mày đưa cái mặt mày ra đây cà gót. Ha? Mày lên đây. Ha? Mày lên đây, mày chửi tao được thì mày đưa cái mặt mày ra, vậy thì mới ngon. Ha? Tao chửi mấy cái đám mà chống phá đất nước, tao đâu có chửi mày. Còn mấy cái thằng bao que xỏ lá, dạ em chào anh Văn Lợi, chào tất cả cô bác anh chị em mình lại một lần nữa, trừ ngoại trừ không chào bao que ha, đó ha, những mấy thằng mấy con bao que già, tại vì tụi bay mắc dạy tao kêu bay bằng thằng bằng con, không có kêu tụi bay lịch sự bằng ông bằng bà nữa. Ha, tại vì tụi bay đòi lật đổ chính quyền Việt Nam, đảng cộng sản Việt Nam, người ta chính tao kêu tụi bay bằng thằng với bằng con. Những cái thằng già, những con già, già rồi mà mắc dại rồi lật đổ cộng sản Việt Nam, mày đòi lật làm sao mày không đem gì, mày đem dòng họ mày gõ trong đất nước Việt Nam đó ha. Vậy sao mày khôn nhà dạy chợ vậy? Những cái thằng mà chỗ ban Cali á ha, mấy thằng mấy con ban Cali chống cộng đó, cầm những cái lá cờ đó, tại sao tụi bay có lá cờ đó, tụi bay không đi phản đối nước Mỹ đi hả? Đặng bay đặng lấy cái công bằng lại cho 8.600 người Việt đặng ở lại đặng mà làm lao động bên đó đi, mà để làm chi cho họ đi về Việt Nam, cái đó là đúng đó, tụi bay làm được điều đó đi, tụi bay mới hay. Tao thấy toàn là tụi bay á, toàn là phá không chứ không làm điều hay, mà toàn là tụi bay gây phá hại hết cả rồi quay ngang ai hốt, đảng cộng sản hốt cho tụi bay hết, thấy không? Ngày xưa là tụi bay làm tay sai, thấy không? 4-3 năm trước bay làm tay sai, tới bay bỏ xứ tụi bay đi rồi. Bay nói cái đất nước Việt Nam này của tụi bay không có đất nước nào của tụi bay hết. Ha. Bay chính bay làm cái tay sai cho thằng chính quyền Việt Nam Cộng Hòa. Cái thằng chính quyền cho tay sai cho thằng Mỹ, Mỹ nó mới dựng lên cái chính quyền ngụy của tụi bay đó. Nó tự dựng lên, nó người dân nào bỏ.
bay làm tay sai thì bị đánh bỏ đi, thì chết mẹ tôi bay là vừa rồi, bay làm tay sai, cái tội làm tay sai, cái loại mà ta nói là loại con ở trong nhà mà đi bán cha bán mẹ, chó mà phản chủ đó ha. Thôi tụi bay chính tụi bay với sao tụi bay không 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 kêu đi lên kéo biển tình đi nè, ném mình à. Vô nè nhanh tí này em đi vô không đi kéo biển tình đi đi hả nghe không, tụi bay không đi kéo biển tình đâu, bay lấy công bằng cho 8.600 người đó làm chi đi. Ê. Đi dốt cuộc tụi bay không không làm, tụi bay toàn là phá hoại không à, tới những cái gặp cái chỗ nào mà khó khăn đó cái bay gọi là đảng cộng sản Việt Nam, dưới bay gọi chăng cái chỗ người cái người cái gì cái chỗ những người gì mà cái chỗ gì mấy anh cái chỗ mà đảng cộng sản đang ở bên Mỹ đó, nó tụi bay đợi nó tới đó đó, tụi bay quậy cho đã lên rồi bắt đầu xong không, cái bắt đầu đảng cộng sản Việt Nam á ha, đi ra giải quyết cho tụi bay, bây lại đại sứ quán, ờ đúng rồi đại sứ quán, bây lại đại sứ quán, đại sứ quán giải quyết cho bay hả, tại sao cái đã tại sao phải nói chính quyền Việt Nam nói gì chính quyền quân lực của đào minh quân gì tụi bay tại bang Cali đó, sao bị không giải quyết cho những người đó đi mà tụi bay đi lợi đại sứ quán á, đừng cho đảng cộng sản đại sứ quán Việt Nam á. Dạ anh Lo Minh đấy hả, nó quậy cho đã anh chị em thấy không, cái chính quyền mà cái đám mà bao que sọ lá chính quyền quỵ của nó quậy cho đã, tại cái bang Cali nó quậy bên Mỹ đã, thấy không, có chuyện gì xảy ra ở đậu lợi đại sứ quán Việt Nam đúng không, rồi nhờ đại sứ quán Việt Nam can thiệp đó, thấy không anh chị em thấy không, nó khôn nhà dạy chợ không, buông ra nó bởi nó đứng lên nó chỗ tài, nó nói là à, nó là gì chính quyền chính nó là gì quân lực Việt Nam Cộng Hòa ở đó, quân lực gì ở tại đó nó gọi là cái gì nghe chăng, chứ cái bang của người ta chính phủ Việt Nam lâm thời tại chỗ cái bang Cali nó gọi là cái chính phủ, bà con thấy không, cái đất nước của người ta mà nó cũng dành cái đất nước của nó là lập chính phủ tại trên đất nước của người ta nữa, mà cái chính phủ của thằng cái chính phủ của thằng Đào Minh Quân đó ha, bà con nó có nó lập lên chính phủ của thằng thủ tướng Đào Minh Quân, nó có ai làm được cái gì không, những người dân mà vô tội bị cái gì đó, bị những người dân mà bị tội gì đó thì có ai gặp lợi bằng cái chính phủ mà của Đào Minh Quân nó lập ra không, của thủ tướng Đào Minh Quân lợi đó nhờ nó can thiệp không, hay là lại lợi cái tính lại đại sứ quán Việt Nam nhờ can thiệp, tôi hỏi bà con đó đó rồi lặt đi ta, bởi vì mình mới nói gọi nó là khôn nhà dạy chợ, buông ra nó nói nó khôn nó dạy, tôi nói thật á, cái thời mà chính quyền ngụy á ha, nó mà khôn á thì cái người dân trong miền Nam này ha, cái người dân ở trong miền Nam này không bao giờ đứng dậy mà lật đổ nó đâu, nó không ác với người dân miền Nam làm sao người dân miền Nam lật đổ nó được, đúng chưa bà con, cái chính quyền chính phủ được cái chính quyền Việt mà chính quyền ngụy của Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa đó ha, có phải là cái những người dân mình đứng lên mà lật đổ không, chứ ai lật đổ nó, cho cái nước Trung Quốc nào vô lật đổ nó ha, cái nước Mỹ ha, tất cả nước khác nào đâu có vô lật đổ nó đâu, tự cái người dân. Việt Nam này thì là cái người dân trong nước này nè,
cái người dân nè, cái người nó lật đổ được chính quyền Việt Nam này, phải qua được một người dân Việt Nam này đi, nhân dân Việt Nam đi hả? Mà cái loại mà cái loại ác ôn mọi rợ như cái chính quyền ngụy đó mà người dân nào mà đồng ý mà nó lại lật đổ, đúng không bà con? Thấy không, ngày xưa cái chính quyền của nó chính trời. Ngày xưa chính cái chính quyền con này sợ ơi vô vô cái cà mà ga của mẹ rồi. Con chào cô Tài Nguyên. Đấy, con Mimusa đồ á, mọi người hiện nay giờ cái Mimusa với cái đám ba que nó hiện nay giờ lúc nào cũng mơ tưởng nó lên kêu gào: bà con ơi, bà con nên lật đổ chính quyền Đảng Cộng sản Việt Nam đi, lật đi, lật đi, lật cái mã mày à, mày con đĩ Mimusa, con đĩ chó đéo, con đĩ chéo giò nha, con đĩ Mimusa ha, con đĩ một con ngựa 100.000 thằng chồng ha. Mày muốn lật đổ cái chính quyền Việt Nam này á, con đĩ chó đéo, con đĩ chéo giò Mimusa ha. Mày trước nhất á, mày muốn lật đổ cái chính quyền Việt Nam này á, thì mày phải hỏi người dân có đồng ý không hả? Cái con ảo hả, cái con bị tâm thần hả, cái con ngựa hả, cái con ngựa bị ảo tưởng chính trị, mày muốn lật không? Mày về đây mày lật tao trước đi, tao với mày nè, mày lật tao trước coi. Trời mẹ cơ, mày giỏi quá ha, ông bà mày giỏi quá ha, ông bà mày giỏi thì đâu có người dân miền Nam tao lật đổ cái ông bà chính quyền ông bà mày lên làm chi, thấy không? Mày nói ông bà mày với mày nói hay sáng mày đấy, tôi thương lắm, tôi thương Ngô Đình Diễn lắm, tôi thương Nguyễn Văn Thiệu lắm, những anh hùng tài ba. Trời ơi, nghe mày nói sao tao mắc ỉa quá hả? Những anh hùng tài ba hả, đúng không? Anh hùng tài ba cường hào ác bá đó hả, để cho người dân cái miền Nam tao đói khổ đó hả, làm tay sai cho giặc rồi làm tay sai cho Mỹ rồi đánh giết bà con người dân đó hả, đúng không? Đúng rồi, cái con chó cái đi mua xa hả, mày ảo vừa phải thôi con ngựa, cái chỗ ở mày còn chưa ra gì nữa mày đòi lật đổ chính quyền bà mày á, mày ra người dân á, mày muốn lật cái đổ chính quyền đó nó không bao giờ qua mắt người dân đâu ha. Mày nhớ ngày xưa ông bà mày giỏi quá mày để cái gì. Sớm tụi bay bị bỏ một mớ tiền cho tao giỏi, tao cho tụi bay bỏ gì, tao cho tụi bay bỏ 100 triệu đi, tao cho bay mướn 300 người đi, rồi 300 người đánh lại 1.000 người không hả, tụi bay đòi đời lật đổ hả? Nói người dân thôi, đừng có nói tới Đảng Cộng sản, nói chính quyền ở đây ha. Tao nói tụi bay cái đám mà tụi bay mà lén phén ha, ha. Tao nói cái đám của mày nè, con Mimusa với cái đám mà chó đẻ tụi bay á, con quỷ cái ha, ba cho tụi bay mướn 300 người đó nha, để đánh lại 1.000 người dân không, người dân tiên người ta không nói đó, mà đụng chuyện cái gì mình tới xấu vậy liền. Thì cũng như ngày xưa cái thời chính quyền ngụy của ông bà tụi bay, bay quân ra bay nói tốt, nó tốt thì người dân ta đâu có đứng vậy, người ta chổi vậy mà người ta đánh tụi bay, mà tao nói cho tụi bay nhớ nha. Cái gì? Có được. Chị Hai đánh kìa. Chị lên chị Hai. Chị Hai đánh cho bé ngon được nha. Chính quyền mà ngày
ngày xưa của thằng Quỳ á, mà nói ha cho cái con Mimosa mày biết, mày ở ngoài Bắc có ngoài mình biết mẹ gì hết. Mày biết ở trong miền Nam á, toàn là phụ nữ đứng lên cánh không á, đi vận động không á, mày biết không? Người trong miền Nam á là phụ nữ đánh mà vận động mạnh hơn đàn ông đó, tao cho mày biết, tao nghe Mimosa. Mày biết cái đàn bà miền Nam nó gan lắm cho mày biết nghe không? Mày đừng có ngồi với mày ảo, mày lo tao nói cho mày nghe nè, ngày xưa mày là cái con nó nghèo khổ, mày bỏ chồng của mày đi qua Mỹ, mày lấy cái nhầm cái thằng cờ dễ gắt cờ vàng ba sọc đó, ba con lãi đó, mày lấy nhầm thằng đó rồi á. À, mày lo mày ở đó, mày lo mày cực đoan, mày ở đó mày vuỗ móng, mày làm tóc làm nail, mày nuôi cái bản thân mày gửi tiền gì nuôi con mày đi á, là mày làm đã tốt rồi. Mày ngồi đó mày đừng có ảo, mày đòi lật đổ chính quyền, trước nhất mày lật được á, mày làm cho giỏi lên đi, rồi mày xúi con mày học cho giỏi lên đi, rồi đem về Đài Lạt. Mà chưa chắc đâu còn con tao nữa, chi phải cho con tao học lên nữa, mày sẽ lật đổ lật vô cái đầu của mày, đặt đầu cái đầu mày như là đặt đầu con tét con tôm vậy đó, nghe không nha. Mày có giỏi á ha, Mimosa, mày có giỏi á, mày có giỏi á, mày lên đó mày kêu mấy cái thằng mà bao que tại nước Mỹ á, nó lấy công bằng lại cho 8.600 người đi. Gì rồi xong nè, gì không chị hai đánh đi, anh chị em mình coi nó nè, con quỷ cái Mimosa nè bà con. Hay là nó chặn mình rồi. Cái con âm binh này nè. Các bạn coi nè. Mấy cái hình đó, mà nữ hả cũng đi thi, ta mặc áo tắm, ta đi thi hoa hậu mà nó cũng lên nó xiên tạc. Rồi cái con quỷ cái này nè. Con quỷ cái già này nè, là con anh chi này nè bà con. Đấy. Bà con thấy không, những cái gương mặt này không? Thấy không? 40-50 tuổi trên đầu, 50-60 tuổi trên đầu thì còn nhỏ gì nữa đâu. Đấy. Đấy. Anh chị em thấy con quỷ anh chi này không? Coi cái gì kim chi này không? Đấy, con quỷ mụ này già này ở Long An nè ha. Ở thì ở cái nhà trọ. Mà từ sáng tới chiều lo lai chim khao lên bằng chim nhổ lông chim ở trên chơi đó không, rồi bảo sao mình nghèo. Rồi đổ thừa cho Đảng nhà nước, đổ thừa cho Đảng Cộng sản Việt Nam. Nói thật lòng á, nhà nước của mình á, chưa bắt nó, để nó đi, thấy không? Mấy đứa bao que tụi bay tưởng là những cái đứa này á, ha, những cái đứa này nó lai chim, nhà nước không bắt thì tụi bay từ từ đi, từ đứa, từ con, từ thằng đi vào chăn kiến hết, ha, những cái đứa trong nước, trời mẹ ơi, ha, nè, bà con thấy những cái thành phần này nè, thấy không? Nó tài nó giỏi là như một Tăng Thái này nè, bà con thấy thấy không? Nó lên nó nói chính trị thì bà con nghĩ đi, nó mà tài giỏi thì nó đâu có đi ngồi nó vũa từ cái móng chân cho mấy thằng Mỹ, thấy không? Nó đâu có làm nghề vũa móng, đâu có làm nghề làm neo đâu, thấy không? Nó giỏi nó tài là nó vô nó làm chính trị trong bộ máy chính trị của thằng Mỹ bển rồi, thấy không? Chứ đâu có ngồi đi vũa móng đi làm neo, đúng chưa bà con? Nó cũng là một cái thằng đi lao động ở nước ngoài thôi, mà nó mua nhà, nó nhà nè, nhà tôi đẹp nè, nhà tôi sang nè, bà con nhìn đi. Họ rồi bà con hỏi nó vậy, mày nói nhà mày đẹp, nhà mày sang á, rồi xe mày á đẹp sang rồi mày trả góp xong chưa, mày tới chừng nào mới xong, bà con hỏi nó nhiều đi là nó đớ họng, mà nó không biết đường trả lời đâu. Đấy ha bà con, đấy mình ở trong nước mình nó ngộ lắm, mình làm có tiền mình chắc mình mót được nhiều tiền, mình đủ khả năng, mình ước mơ được cái nhà bị lớn có 500 triệu 1 tỷ gì đó, tôi ước đủ số tiền đó rồi mình mới nhảy lên mình cắt, mình không có thiếu nợ nhà nước á.
Rồi cái loại này. Cái nè. Cái gì em ơi? Nó đưa những cái thông tin trái chiều trái ngược, nó ngồi đó, nó xuyên tạc mấy thằng bao que lập cái mã Ngô Đình Diệm lên, hỏi tại sao Ngô Đình Diệm giết. À em ghim cái này đấy, mấy thằng bao que nên lật đổ cái mã Ngô Đình Diệm lên, hỏi tại sao Diệm bị giết như con chó vậy, rồi lật cái mã của thằng Thiệu lên, hỏi tại sao bỏ chạy khi cộng sản chưa đến. Đó đấy, đấy anh nói đúng cái chỗ này nè, anh nhắc em mới nhớ, thấy không? Trước khi mà nó thấy là thua trận rồi, phải không? Nó thua trận rồi nó bắt đầu không, bắt đầu nó giao cái chính quyền lại cho cái ông gì đó, anh Văn Lợi, mới có 2 ngày à. nó biết là nó thua rồi, đúng không? Nó giao lại cho cái ông Bùi Nhìn để lại 2 ngày, Dương Văn Minh gì đó, đưa lại cho ông đó 2 ngày, bắt đầu cái chính quyền nó bị sập xuống rồi đấy, nghe không? Còn thằng Chiến Tàu là hoàng hôn tàu lạ gì nè, hen, mày nên nhớ cái điều này nè, tao nói cho mày biết, mày tao biết mày lớn tuổi hơn tao, đáng lẽ mày phải có trí khôn hơn tao, mà mày, tao thấy mày lớn tuổi hơn tao mà chẳng có trí khôn, mà cái đầu mày toàn có chẳng là tức heo không mà, hen. Bây giờ tao nói cho mày biết, mày đừng có, bây giờ ngày xưa ha, không có mạng, không có mùng, không có internet. Ừ. Gì? Con ăn con đừng có xả ra nghe, xả quá để làm không được. Xong rồi mà coi dũng xả ra mẹ lau được rồi bắn nghe, mẹ lột cũng té nha, con ở đây con ngồi ăn có nơi có chỗ rồi có đổ luôn mẹ lau nó dễ hơn, rồi ngồi tôi tới lại ha, mấy cái thằng bao que tụi bay ha, à bay thấy thằng không bay với cấp con Vi Mua Sa với thằng Tăng Thái đó, nói là tôi rất là ngưỡng mộ, tôi rất là kính phục những người lãnh đạo ngày xưa chính quyền quỵ ở miền Nam. Ờ trời ơi tài giỏi quá nha, cái anh Văn Lợi anh nhắc đó, thằng Ngô Đình Diệm đó, cái chính quyền của tụi bay đó, ông thủ tướng của tụi bay đó bị giết đó, tin chính cái băng của tụi bay giết lại tụi bay đó, rồi thứ hai nữa ai, trời ơi tài giỏi quá, tài giỏi Nguyễn Văn Thiệu tài giỏi dữ lắm, trước có 2 ngày là chạy trước, nó bỏ quần lại rồi. Nó chạy trước rồi nó lên máy bay nó chào nè, các em ơi các em ở lại đi ha, anh chạy trước các em ha, đó nó lên nó vẫy tay nó chào các em đó. Trước 2 ngày nó khôn hồn với sự chết, tụi bay thấy không, nó tài giỏi mà nó khôn, nó sợ chết, nó leo lên máy bay nó chạy qua Mỹ, mà tụi bay tôn sùng nó là cái gì, là tướng giỏi. Ôi chú cha, tụi bay nhục không hả, hả, tôi hỏi tụi bay nhục không? Tụi bay thấy hỏi nhục không đấy, anh thấy ông 2 ngày à, Dương Văn Minh ở lại đó, thấy không, rồi bắt đầu buông súng đầu hàng đó, trời ơi tướng giỏi chưa đó. Không, mà ai lặt đâu, anh hỏi em, hỏi anh lúc đó ai lặt đâu, cái người dân mình lặt chứ ai lặt, có đảng cộng sản nào mà lặt người dân của mình, chứa vũ khí trong nhà không, bắt đầu bay lên cầm vũ khí cầm lựu đạn lên bắt đầu bay đi lặt tụi nó, người dân mình đứng lên lặt chứ ai lặt đâu, đúng không anh? Đấy, bởi vì bây giờ mà cái bọn á, tôi nói thật với bà con hãy yên tâm đi, 100.000 kiếp sau nó cũng không lặt được đảng cộng sản ta ha, đảng cộng sản Việt Nam của chúng ta. Tuy bây giờ chưa tốt, có một số người nào đó là ăn hối lộ đó, thì nhà nước cũng đã triệt phá hết rồi, đang đảng cộng sản đang đưa cái đất nước Việt Nam mình đi lên, thấy không? Chưa tốt là gì, ở đất nước nào cũng chưa tốt hết, cả Mỹ cũng chưa tốt, cả Anh cũng chưa tốt, cả Pháp cũng chưa tốt, nói chung là tất cả những chỗ nào cũng chưa tốt hết.
Tại vì mình đã có đất nước nào cũng có một cái con sâu để nó làm sầu nồi canh, rồi bắt đầu mấy đứa bao que lấy cái không tốt của đất đầu lên. Cũng như ông mình nói ra đó, thì cũng như ông Đinh La Thăng hay là ông Trịnh Xuân Thanh đồ, mấy ông làm cũng có cái tốt và cái chưa tốt, đúng không? Cái nào mấy ông làm tốt thì mình khen, còn nào mấy ông làm chưa tốt đó, thì nhà nước thì cũng thanh trừng hết, đúng chưa? Đất nước nào cũng có cái xấu, cũng có cái mặt trái hết á, không có đất nước nào mà hoàn hảo hết chưa. Mấy đứa bao que tụi bay nên nhớ kỹ, tao nói tụi bay á, ở trong nước á, tụi bay còn đi chống đối phải biểu tình, bay muốn xuống đường bay biểu tình, để muốn cầm biểu ngữ băng con là bình thường, bay không có đi xin phép ai. Còn ở bên Mỹ á, 100.000 điều khó tụi bay á ha, bay muốn đi cầm cái băng con biểu ngữ mà bay đi ra ngày mai bay ra đường á, bay cũng phải đi lợi xin phép người ta cho bay cấp phép, không phải ngày mai đâu, xin phép trước một tuần người ta cấp phép cho bay mới được đi, chứ còn bay không cấp phép bay cũng không được đi nữa. Cái đó là tự do của tụi bay ha. Tụi bay muốn đất nước phát triển lên á thì tụi bay đừng có quậy phá nữa. Cái chỗ nào chưa đúng thì tụi bay tôi lên cứ tụi bay nói đi. Bây giờ đặt đổ cộng sản là cái lỗi tụi bay, là ăn cơm tù sắp gần rồi đấy ha, bao que ha. Và thằng Tăng Thái con Mimosa tao nói cho hai tụi bay biết nha ha. Tụi bay lấy điệu lấy là công bằng cho những cái người mà 8.600 người lại đi. Việt Nam mình hiện nay bây giờ mười mấy hai mươi mới phát triển hồi năm 86 tới bây giờ đấy, thì mới phát triển có mười mấy hai chục năm nay chứ tụi bay. Và bay kêu như cái đất nước người ta sao được, thì đáng lẽ những cái chỗ đó đó thì tụi bay nên kêu gọi cái đám tụi bay, cái đám mà nghe chăng tụi bang Cali tụi bay, cái đám mà thủ tướng Đào Minh Quân với con Ly Sa Lé đầu đó, với thằng Ngô Kỷ rồi đó, Phan Kỳ Nhâm rồi đó, tụi bay ha, tụi bay lên đây bay cầm biểu ngữ băng con đi, đã đảo bên nước Mỹ đi ăn chi, đừng có để mấy người đó lại cho họ có cái con đường sống lao động, tại vì họ sống ở bển nó quen rồi. Họ về Việt Nam rồi họ đâu có làm được, về Việt Nam cũng làm bảo vệ thôi, thấy không? Về Việt Nam phải làm lại từ đầu, làm phải làm công nhân đi lao động bình thường. Còn tụi bay muốn giàu có thì bay qua nước khác bay lao động kiếm tiền thôi. Tại vì bay muốn ham giàu, còn bay muốn cuộc sống mà bình dân như người ở dưới quê này, ta không muốn đi lao động sao? Thì ta lao động trong nước, thiện tháng như 6 giờ sáng, 6 giờ chiều có 6 triệu rồi tăng ca được 8 triệu, 8 giờ về 8 triệu, tụi bay tính đi. Ha, là cuộc sống nó bình dân thôi, còn tụi bay muốn giàu hơn thì tụi bay phải đi lao động nước khác. Nó có tiền nhiều hơn là tụi bay về xây nhà lầu xe hơi là mấy hồi. Đấy, nước nào nó cũng vậy hết. Tao hỏi tụi bay nữa nghe nè, tụi bay nói nước Mỹ á, có Việt Nam mình là đi lao động nước ngoài nước này nước kia. Vậy chứ sao mấy thằng Mỹ nó qua Việt Nam nó dạy cho cái người Việt Nam mà nó đi lao động người Việt Nam á, nó đi hát người Việt Nam á, tụi bay không thấy. Mấy thằng Mỹ nó qua Việt Nam mình nó sống nó cũng lao động bình thường, nó tại sao tụi bay không nói? Hả? Nó cũng đi làm thuê cho Việt Nam mình đó, sao tụi bay không nói? Rồi Nhật nữa đó, vô Việt Nam mình nữa đó. Hả? Bởi vì tôi nói đám tụi bay ba que tụi bay nó toàn là xuyên tạc ảo tưởng, mà nghe nha em thân nhớ nè, kết thúc câu chuyện này nè, tụi bay ảo quá, bị ảo chính trị rồi, bị sống 100 năm sau cũng không được lật đổ chính quyền đâu ha. Bay muốn lật đổ chính quyền á thì phải hỏi qua cái người dân như tao và cái người dân ở chân cái địa bàn xã tao coi người ta có đồng ý chưa, hỏi bị lật đấy. Ngày xưa người dân lật đổ cái chính quyền của tụi bay đó, và bay muốn lật đổ đảng cộng sản thì phải hỏi người dân coi người dân có đồng ý để cho tụi bay lật không, nghe không? Nên nhớ nghe, nói tới đây thôi, không có nhiều, mới bay cả nhà, chào tất cả anh chị em mình.